Em gái tỷ phú của Cẩm Ly làm điều này khiến nhiều người bất ngờ. Em gái ca sĩ Cẩm Ly Hà Phương chi nửa tỷ đồng để làm từ thiện giúp đỡ đồng bào miền Trung. Em gái ca sĩ Cẩm Ly Hà Phương là một trong những nhân vật quyền lực nổi tiếng nhất trong cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Cô được khán giả biết đến như một ca sĩ nổi danh với dòng nhạc dân ca Việt Nam từ những năm 90. Sau khi lấy chồng và định cư tại Mỹ, dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nhưng cuộc sống của cô luôn được khán giả quan tâm. Dù không thường xuyên xuất hiện trong làng giải trí, nhưng nữ ca sĩ Hà Phương vẫn luôn chiếm được tình cảm rất lớn từ một lượng fan nhất định. Phần lớn trong số họ dành tình cảm cho cô không chỉ qua giọng ca ngọt ngào, mà bởi sự nỗ lực của cô trong các hoạt động từ thiện xã hội. Mới đây, cô bật mí đã dành gần 500 triệu đồng cho hội từ thiện The Voice và em gái Minh Tuyết trở về Việt Nam, thực hiện các chuyến thiện nguyện cứu trợ bà con nghèo thuộc các vùng lũ lụt miền Trung. Bà xã Chính Chu chia sẻ rằng, dù sống xa quê hương nhưng tôi luôn theo dõi các chương trình thời sự, nhìn hình ảnh các cụ già em nhỏ sống trong vùng nước ngập mà tôi không kìm được cảm xúc. Tôi hy vọng mình có thể san sẻ một phần nhỏ những khó khăn với mọi người. Hà Phương là một trong số những nghệ sĩ Việt thành công trên đất Mỹ. Cô ngày càng thể hiện được tài năng của mình khi lấn sân sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Hà Phương chia sẻ thêm, trong thời gian tới cô sẽ có nhiều dự án nghệ thuật mới dành tặng cho khán giả. Đặc biệt, đây cũng là khoảng thời gian nữ ca sĩ đang tất bật hoàn thành phần hậu kỳ cho bộ phim điện ảnh Finding Julia do cô thủ vai nữ chính, kiêm thêm vai trò biên kịch và nhà sản xuất. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!